Xin giới thiệu với các đồng đội và các bạn kỷ niệm chuyến đi của đoàn Ninh Thuận ra Nha Trang dự lễ kỷ niệm 57 năm ngày thành lập E1 Ba Gia. Mời đồng đội và các bạn tham quan quang cảnh dọc theo đường biển từ Cam Ranh cho đến Nha Trang. Lắm thương
cho nhau, thôi đành hẹn lại kiếp sau. Tình yêu đã trở lại đôi mắt đêm ngày với hết đóa đầy. Ta áo em phơi bày, ngón tay em dài, tình yêu không lời. Ngày nào lòng tôi đã biết biết yêu em rồi, ôm mối tương tư. Ngày nào cánh thiên đường đã mở hé tình yêu là trái táo thơm, tôi ghé răng cắn vào miệng môi ngọt đắng tình yêu cuối đường. Là trôi chân sau cùng giấc mơ nam hồng. La 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 la. Ôi niềm thương ấy xin trả cho người, vì ngày mai tôi sẽ xa rời, kỷ niệm đành xa rời mãi. Trên con đường sóng gió ra đi, vì làm trai tôi đành lối hẹn, nhưng niềm tin sẽ không xa rời, sẽ không xa rời. Nếu một ngày không có tôi thì người yêu ơi đừng quên tôi nhé, xin đừng gian dối, xin hiểu cho tôi. Nếu ngày ấy mình đừng quen nhau thì ngày nay có đâu buồn đau, nhưng khi mình xa nhau có đâu buồn đau. Hơn rồi anh xin nắm ngón tay em đưa vào
chủ nhật buồn, chiều chủ nhật buồn, chiều chủ nhật buồn, chiều chủ nhật buồn, chiều chủ nhật buồn. Ta vẫn còn đây với tháng năm, đồng đội trong sáng tựa trăng rằm, với ta biết bao nhiêu là đủ, gặp rồi kỷ niệm mãi ngàn năm. Thơ của thương binh Phạm Ơn, Nha Trang. Đây là dọc đường phố biển Nha Trang. Tim em chưa nghe rung qua một lần, làn môi em chưa hôn ai cho thật gần. Tình trần mong manh như lá me xanh ngơ ngác rơi nhanh. Thu sang heo mây cho bóng cây lạnh đầy, cho em nghe câu nhớ thương từng. Trong mắt ngây thơ, trong nắng vương, nắng vẫn vương nhẹ gót chân, chừng vương vắng xa anh dần. Mùa thu đã qua một lần, chợt nghe bâng khuâng lá rơi đầy sân. Why she had to... It's such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
peur. Il est grand et plein d'éclat. C'est si bon d'être heureux. Mes cris de joie, je te les dois. Car rien pour moi n'est plus que toi. Même quand tu n'es pas là, tu es présent, bien présent. Tout l'amour que j'ai pour toi est plus fort chaque jour. Đến nơi hội tụ Epaya trên cả nước tại nhà hàng 36 phố biển Nha Trang để gặp gỡ làm lễ kỷ niệm 57 năm ngày thành lập Trung đoàn 1 Ba Gia Anh Hùng. Đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.